Hạ Hồng sắc mặt lúc này mới giãn ra nói: Hiền tế, sư gia trợ giúp quan viên xử lý trưng thu gạo và tiền, thẩm tra xử lý án kiện, xử lý tranh cãi trong dân chúng, điều tra phá án, giải oan cho dân, tác dụng trọng đại như vậy, sao lại có thể coi như không quan trọng cho được? Chẳng qua ngươi không biết kế toán, cũng không hiểu hình luật, không làm được, đành làm thư khải sư gia vậy. Thư khải sư gia ư? Là làm việc gì vậy? Chính là giúp lão quan gia xử lý công văn tới lui, giúp lão gia viết thư tín, đều là công việc bàn giấy cả. Người khổ đọc thi thư nhiều năm, nhất định có thể làm được việc này. Trong Minh Triều, sư gia chủ yếu chia làm hình danh sư gia chuyên kiện cáo luật pháp, tiễn cốc sư gia lương thực tài chính, chiết tấu sư gia khởi thảo tấu chương công văn, thư khải sư gia xử lý công văn đi và đến. Trong những sư gia đó, châu huyện quan lão gia tối coi trọng hình danh sư gia và tiễn cốc sư gia, vì ảnh hưởng đến việc thăng quan tiến chức vinh nhục cả đời của mình. Vì ảnh hưởng đến việc thăng quan tiến chức vinh nhục cả đời của mình, với quan bố chính sứ, chiết tấu sư gia lại trọng yếu nhất. Thư khải sư gia chỉ như thư ký hiện nay không được coi trọng. Nghe Hạ Hồng nói vậy, Mạnh Thiên Sở thầm kêu khổ. Cho dù ở xã hội hiện đại, những công việc như đọc tài liệu, viết bố cáo, thư tín, hắn dặn 2-3 ngày cũng không ra một chữ, toàn lên mạng sao chép xuống, hoặc dẻo mồm một chút nhờ mấy tiểu muội làm văn thư giúp. Hiện tại cho hắn làm việc này không bằng đập đầu vào miếng đậu hũ chết quách đi cho xong. Chính lúc đang nhức đầu, bỗng nhiên nhớ tới Hạ Hồng vừa nói một câu: điều tra phá án, giải oan cho dân, trong lòng rung động. Phá án, bắt giam chính là chuyên môn của mình đây mà. Tuy rằng không hiểu luật pháp Minh Triều, bất quá hắn ra sức học hành một thời gian có thể nắm được, so với viết lách cũng dễ hơn rất nhiều. Nghĩ đến đây, Mạnh Thiên Sở nói: Nhạc phụ, điều tra phá án tiểu tế thực có biết chút ít, tiểu tế mạo muội tự đề cử mình làm hình danh sư gia có được không? Hạ Hồng sừng sốt, lão thật không biết Mạnh Thiên Sở có tài năng lực này, lắc đầu nói: Hiền tế không thể quá tham vọng, tuy hình danh sư gia đề vị tương đối cao, cao hơn thư khải sư gia, cũng được quan lão gia coi trọng, nhưng điều tra phá án không phải chuyện đùa đâu, mạng người quan trọng, người không nắm được hình luật làm sao có thể đảm nhiệm trọng trách này đây, cứ làm thư khải sư gia đi. Mạnh Thiên Sở cũng không dám nói mình đường đường tốt nghiệp học viện pháp y, ra trường lại làm công tác hình cảnh pháp y. Căn cứ vào những bằng chứng do mình điều tra cung cấp, từng phá được nhiều vụ trọng án, đành phải hàm hồ nói: Nhạc phụ, tiểu tế đối với việc này rất có hứng thú, tiểu thuyết xử án cũng đọc qua không ít, điều tra phá án có thể làm được. Hạ Hồng vẫn lắc đầu: Hiền tế không cần nói nữa, hình danh sư gia quan hệ trọng đại, vi phụ không thể hại ngươi, hại cả người khác được. Nói đoạn cầm bút viết thư tiến cử gửi Bình Hồ chi huyện. Mạnh Thiên Sở rất là chán nản, tưởng tượng mình khổ sở làm thư khải sư gia bị chi huyện lão gia mắng té tát, còn chủ tớ Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến vui sướng khi thấy mình gặp họa, khó chịu vô cùng. Hạ Hồng viết một nửa, lúc chấm mực ngửa mặt lên thấy Mạnh Thiên Sở cúi đầu, vẻ mặt uể oải, có chút không đành lòng. Bất quá trước giờ lão đều nói một là một, hai là hai, nói được làm được. Hơn nữa chức hình danh sư gia quan hệ trọng đại, không dám để con rể mạo hiểm. Viết xong gấp lại cho vào phong thư đưa cho Mạnh Thiên Sở: Hiền tế, các ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, sáng mai lên đường sớm. Sáng mai ư? Liệu có nóng vội quá không vậy? Mạnh Thiên Sở kinh ngạc. Hạ Hồng gật đầu nói: Sáng mai ngươi lán lại ở nhà vi phụ nhiều ngày, sẽ có nhiều lời đàm tiếu, không nên trì hoãn nữa. Mạnh Thiên Sở gật đầu đáp ứng, từ biệt Hạ Hồng đi ra, nghĩ thầm: Chuẩn bị ư? Ta có mỗi cái vali, có gì mà chuẩn bị đây? Tuy rằng lão nhân đề cử mình làm thư khải sư gia, nhưng rồi tới lúc đó cũng không phải lão định đoạt, chỉ cần mình có năng lực, chi huyện kia coi trọng, rồi cũng làm được hình danh sư gia thôi. Bất quá phá án tuy là vốn liếng ban đầu, ngoại trừ việc trợ giúp lão gia điều tra phá án, còn phụ trách cả hình sự, dân sự, án kiện. Chi huyện lão gia thẩm án chủ yếu dựa vào hình danh sư gia, nhưng thẩm tra xử lý chính mình cũng không am hiểu, nhất là dân sự án kiện. Xem ra nếu muốn làm hình danh sư gia cho tốt, phải mau chóng thuộc luật pháp Minh Triều.
Khi còn học đại học, mình cũng từng học qua môn luật. Có cơ sở này, luật pháp Minh Triều cũng không đến nỗi quá khó nhai. Cứ từ từ sẽ nắm được vấn đề. Hạ Phượng Nghi nghe nói ngày hôm sau cùng Mạnh Thiên Sở đến một tiểu thị trấn ở Chiết Giang. Tuy rằng không vui, nhưng lấy chồng theo chồng, nàng cũng không có biện pháp. Chuẩn bị hành lý chủ yếu là việc của Hạ gia, Mạnh Thiên Sở cũng không động tay vào. Hắn vào thư phòng, chọn lựa bộ sách mình cần, nhét đầy dương, đại bộ phận đều là pháp luật Đại Minh. Tả hữu vô sự, hắn cầm một quyển lên bắt đầu gặm. Chữ trong sách là chữ phồn thể, dựng thẳng, nhưng còn đọc được. Căm tức nhất là không có dấu ngắt câu, phải đọc vài lần mới hiểu trong đó nói gì. Còn từ ngữ chuyên dụng cổ đại lại giống như thuật ngữ hiện đại, học đi, học lại, đọc đi, đọc lại cũng không hiểu. Đang lúc hắn đau khổ đọc Đại Minh Luật, Hạ Hồng bước vào thư phòng. Mạnh Thiên Sở đang khổ sở gặm sách, không chú ý tới lão gia. Lão đầu đứng bên vội chạy tới thấp giọng nói: "Thiếu gia, thiếu gia, lão gia đến rồi." Mạnh Thiên Sở lúc này mới mở mắt ra, thấy Hạ Hồng đang nheo mắt nhìn mình cười, có chút ngượng ngùng, vội vàng đứng dậy thi lễ. Hạ Hồng vào thư phòng, thấy Mạnh Thiên Sở trong tay còn cầm quyển sách đang khổ đọc, vuốt chầm râu liên tục gật đầu, rất vừa lòng, nghĩ thầm con rể cũng là đứa hiếu học. Đứa trẻ hiếu học luôn làm người ta thích, lại nhìn thấy trong tay hắn là quyển Đại Minh Luật, nhíu mày hỏi: "Người vẫn là muốn làm hình danh sư gia sao?" "Vâng, thưa nhạc phụ đại nhân, đây là nguyện vọng lớn nhất của tiểu tế." Mạnh Thiên Sở khom người nói: "Bây giờ người mới nhìn Đại Minh Luật, không biết là đã quá muộn rồi sao?" Lâm Trận mài gươm, không sắc cũng sáng à. Hạ Hồng nói: "Hiền tế, để nắm được hình luật phải khổ học mấy năm dòng. Lần này đi ra Hưng Phủ mất một tháng lộ trình, muốn tinh thông hình luật trong thời gian đó, không phải ngươi đang nằm mộng sao?" Mạnh Thiên Sở ưỡn ngực, mắt nhìn xa xăm, khẳng khái nói: "Tuy tiểu tế bắt đầu rất muộn, nhưng bước từng bước một, cứ thế đi ngàn dặm, chỉ cần đi không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến đích thôi." "Hay, nói hay lắm, hay cho câu đi không ngừng nghỉ." Hạ Hồng cười ha hả gật đầu khen: "Người đã thích hình danh, nếu có thể không ngừng khổ học cũng là chuyện tốt, vi phụ không ngăn trở. Nhưng dù sao sự tình trọng đại, vi phụ không thể dễ dàng cho ngươi mạo hiểm được." Hạ Hồng trầm ngâm một lát rồi nói tiếp: "Hôm qua Địch đại nhân ở Thuận Thiên Phủ tới dự hôn lễ của ngươi, từng nói với ta Thuận Thiên Phủ mới thụ lý một vụ án kiện rất là đau đầu, nếu ngươi nghĩ ra biện pháp giải quyết, chứng minh được mình có năng lực, vi phụ liền đề cử ngươi đi làm hình danh sư gia, ngươi thấy thế nào?" Mạnh Thiên Sở nghe lời Hạ Hồng nói, vừa háo hức vừa hiếu thắng nói: "Được, tiểu tế nguyện vắt hết óc tìm ra được biện pháp giải quyết. Cho dù không làm được hình danh sư gia, có thể giúp người khác giải quyết vụ án kia cũng là một chuyện tốt mà." Hạ Hồng gật đầu khen ngợi, nghĩ thầm tuy con rể làm chưa tới đâu vào đâu, nhưng công phu mồm mép cũng không tệ lắm, nói chuyện thật làm cho người ta thích thú. Đây chính là điều kiện đầu tiên của một sư gia tốt. Hạ Hồng nói: "Chuyện là thế này, hôm qua Địch đại nhân nói, giữa trưa hôm qua, người nhà một phú thương trong thành trói gô một bà đỡ đến nha môn yêu cầu trị tội. Nói bà đỡ này đỡ đẻ cho một tiểu thiếp được vị phú thương này sủng ái. Đứa trẻ sinh ra bị chết, tiểu thiếp nói rõ ràng nàng ta có nghe thấy tiếng đứa trẻ khóc. Hai nha hoàn ở ngoài cửa cũng nghe thấy tiếng khóc, nhưng bà đỡ vẫn kêu oan, khăng khăng nói đứa trẻ sinh ra là một tử thai, chết trước khi sinh rồi." Nghe đến đó, trong lòng Mạnh Thiên Sở đã có tính toán, khóe miệng mỉm cười. Phán đoán sản phụ sinh hạ là sống hay là tử thai, đối với cổ nhân mà nói, đó là một vấn đề nan giải. Nhưng đối với một gã pháp y hiện đại như Mạnh Thiên Sở, nó nhẹ nhàng như một bữa sáng mà thôi. Hà Hồng chắp tay sau lưng, mặt mũi đăm chiêu, đi tới đi lui, nói tiếp: "Địch đại nhân thấy, đã có hai bằng chứng chứng minh nghe được tiếng khóc của trẻ con, chứng tỏ đứa trẻ lúc sinh hạ vẫn còn sống, sau đó thì mới chết, nhất định là bà đỡ đã giở trò. Nếu bà đỡ không nhận tội, y có thể tra vấn, nhưng nhìn bà đã có tuổi lại không nỡ hạ thủ." Mạnh Thiên Sở nói: "Căn cứ vào các chứng cứ đều là rất bất lợi cho bà đỡ, bất quá vì lý do gì mà bà ta muốn giết đứa trẻ này, bà ta được lợi gì đây?" Hạ Hồng gật đầu nói: "Hơn nữa án tử này không chỉ quan hệ đến bà đỡ, còn quan hệ đến cả việc xử lý gia tài to lớn của phú thương. Nguyên phối của phú thương này không có con, vừa mới qua đời,
giờ Phú Thương có tổng cộng 3 thiếp. Hắn nói ai trong 3 người sinh cho hắn đứa con sẽ đem người đó phủ chính đưa lên làm vợ cả. Đứa con của tiểu thiếp này đương nhiên là con cả, tương lai có thể kế thừa toàn bộ gia sản. Thai nhi sinh ra có sống hay không có liên quan đến tài sản thừa kế. Điểm này Mạnh Thiên Sở biết. Luật dân sự hiện đại quy định nếu đứa trẻ sinh ra còn sống, nó có thể tham gia vào hàng ngũ những người có quyền được hưởng thừa kế, kể cả việc đứa bé chết không lâu sau khi sinh. Nếu đứa bé chết trước khi sinh ra, tức là tử thai, nó không có quyền thừa kế. Ở cổ đại, quy định thừa kế không giống luật dân sự hiện đại. Từ thời Chu Tần tới nay, chỉ có con cả có quyền thừa kế, kế thừa toàn bộ sản nghiệp. Phú Thương chỉ nói ai sinh con thì sẽ đem người đó làm phụ chính. Nếu tiểu thiếp này lúc sinh hạ thai nhi còn sống bị bà đỡ làm chết, vậy tiểu thiếp không có lỗi, sẽ được làm chính thất thê tử. Còn nếu đứa bé trước khi sinh ra đã chết, vậy không tính sinh con, giấc mộng làm chính thất của tiểu thiếp cũng tan biến. Huống chi còn quan hệ đến việc bà đỡ có giết đứa bé hay không. Xem ra việc xem xét thai nhi sống hay chết thực quan hệ trọng đại. Hạ Hồng nói: án tử này Địch đại nhân không có biện pháp, không biết giải quyết thế nào cho phải. Địch đại nhân cũng vi cùng vi phụ giao tình thâm sâu, có thể giúp được hắn đúng là chuyện tốt. Hiền tế, người có biện pháp giải quyết sao? Mạnh Thiên Sở mỉm cười gật đầu: biện pháp giải quyết án tử này kỳ thật rất đơn giản. Tiểu tế nói một biện pháp, không quá một canh giờ có thể làm sáng tỏ mọi việc. Hạ Hồng bán tín bán nghi: người nói thật đấy chứ? Xin lập giấy bảo đảm. Mạnh Thiên Sở bắt chước tạo hình trong kinh kịch, chọc Hạ Hồng cười: không cần giấy bảo đảm, ngươi nói qua một chút xem thế nào. Mạnh Thiên Sở nói: lúc sinh hạ thai nhi là sống hay là chết, mấu chốt là xem đoạn cuống rốn của thai nhi, xem đứa trẻ có thể tự chủ hô hấp hay sau khi ra khỏi bụng mẹ hay không. Có hô hấp tức là hoạt sản, sống sau khi sinh, không có hô hấp nghĩa là tử sản, chết trước khi sinh. Hạ Hồng liên tục gật đầu. Thấy Mạnh Thiên Sở vừa nghe đã nắm được mấu chốt vấn đề, bắt đầu có chút tin tưởng biện pháp của hắn, không khỏi hưng phấn truy vấn: làm thế nào phân biệt được thai nhi có hô hấp hay không? Tất nhiên là có biện pháp. Mạnh Thiên Sở ho khan hai tiếng, lúc này mới nói tiếp: trước khi sinh ra, thai nhi dựa vào cơ thể mẹ cung cấp dinh dưỡng qua cuống rốn. Sau khi sinh, cắt đứt cuống rốn, việc cung cấp dinh dưỡng qua cuống rốn ngừng lại. Nếu thai nhi là cơ thể sống, bình thường sẽ tự hô hấp bằng phổi. Quá trình đó làm phổi có những thay đổi căn bản, thể tích phổi tăng lớn, tăng trọng lượng. Quan sát hình thái, trái tim sẽ ở mặt trước của phổi, màu sắc nhợt nhạt, bề mặt giống như hoa văn trên đá cẩm thạch, chạm vào có cảm giác đàn hồi. Mạnh Thiên Sở nói một tràng toàn những thuật ngữ y học hiện đại, làm cho Hạ Hồng xây sẩm mặt mày, đầu óc choáng váng, nghe không hiểu nhưng cũng không muốn cắt lời hắn. Mạnh Thiên Sở lại tiếp tục nói: nếu là tử thai, phổi sẽ không tự chủ hô hấp, thể tích phổi rất nhỏ, khô héo, màu sáng bóng, nhìn qua giống gan, không có giãn. Hạ Hồng rút cuộc nhịn không được, ngắt lời hắn nói: hiền tế, ngươi nói phức tạp quá, vi phụ có chút không hiểu, ngươi nói đơn giản hơn một chút có được không? Mạnh Thiên Sở cũng nghĩ lại, biết là ở Minh Triều không cần giảng giải những điều phức tạp đó, chỉ cần làm cho họ hiểu là được, liền cười nói: có nghĩa là phải phân biệt được hoạt sản hay tử sản, biện pháp đơn giản nhất là tiến hành thí nghiệm phổi nổi. Thí nghiệm gì? Thí nghiệm phổi nổi. Mạnh Thiên Sở giải thích: chưa qua hô hấp, trong phổi không có không khí, cho nên tỷ trọng sẽ lớn hơn phổi đã qua hô hấp. Tỷ trọng nhỏ hơn do bên trong chứa đựng không khí, thể tích tăng lớn. Thí nghiệm này chính là thực hiện dựa trên nguyên lý này. So sánh tỷ trọng ư? Hạ Hồng lắp bắp hỏi. Mạnh Thiên Sở vỗ trán, xem ra mình đã quá lo lắng. Đó chỉ là những kiến thức bình thường mà học sinh trung học nào cũng có thể hiểu. Tuy nhiên ở cổ đại này lại trở thành những điều cực kỳ khó hiểu. Ngay cả quan ngũ phẩm nghe cũng lùng bùng lỗ tai. Mạnh Thiên Sở nghĩ một lúc rồi nói: thế này, ngài bảo Địch đại nhân mở lồng ngực thai nhi kia ra, lấy phổi ra, nhớ kỹ phải dùng dây buộc khí quản lại, sau đó mới cắt khí quản, đem lá phổi bỏ vào trong nước quan sát. Nếu chìm xuống là tử sản, ngược lại nếu nổi trên mặt nước tức là hoạt sản. Hạ Hồng bán tín bán nghi: đơn giản như vậy sao? Đương nhiên không đơn giản như vậy. Nếu quả thực bà đỡ giết đứa trẻ,
không thể chỉ làm thí nghiệm trên được. Hơn nữa, hoạt sản và tử sản có rất nhiều tình huống đặc thù. Phương pháp kiểm nghiệm đầy đủ rất phức tạp, có nói ra thì lão gia cũng không hiểu được, chỉ có thể nói qua loa thế này. Cũng may cách này có thể phân biệt được hoạt sản hay tử sản, cho nên hắn mỉm cười gật đầu. Gần 2 canh giờ sau, Hạ Hồng mặt tươi rói trở lại. Mạnh Thiên Sở đang ở thư phòng ra sức khắc khổ đọc Đại Minh Luật, vừa thấy vẻ mặt Hạ Hồng biết rằng sự tình đã sáng tỏ. Quả nhiên, Hạ Hồng cười ha hả nói: "Hiền tế, ta không nhìn ra ngươi còn có chiêu này, lợi hại, lợi hại, quả nhiên rất lợi hại. Ta cùng Địch đại nhân bàn bạc cân nhắc, phái người ra ngoại thành tìm thai nhi tử vong hậu sản, thực may mắn tìm được một nhà, thai nhi sinh hạ tối qua, sáng nay đã chết, bọn họ đang chuẩn bị chôn cất, chúng ta cho họ chút bạc lấy thi thể kiểm nghiệm, sau đó lại gọi người nhà phú thương cùng bà đỡ lên công đường, dựa theo biện pháp của ngươi thí nghiệm." Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, Hạ Hồng cùng Địch đại nhân này cũng không hề ngốc, biết sử dụng biện pháp đối lập để tăng cường sức thuyết phục. Biện pháp kiểm nghiệm đối lập này rất hay, được các nhà pháp y cổ đại sử dụng. Ví dụ nổi tiếng như đem 2 con lợn, một sống một chết quăng vào lò đốt, sau đó kiểm nghiệm trong cổ họng có bụi hay không, xác định con nào chết trước hay sau khi bị đốt, rất có sức thuyết phục. Hạ Hồng nói tiếp: "Chúng ta bảo ngỗ tác của nha môn mổ ngực lấy phổi của thai nhi nhà phú thương, bỏ vào nước quan sát, quả nhiên lập tức chìm xuống đáy nước. Sau đó lại thấy phổi của đứa bé kia làm tương tự, lá phổi này nổi trên mặt nước." Nói tới đây, Hạ Hồng lại cao hứng cười ha ha nói tiếp: "Vừa thấy như vậy, tiểu thiếp của nhà phú thương kinh hoàng như thấy quỷ. Chúng ta lập tức đoán ra, liền tiến hành thẩm vấn 2 nha hoàn. Hai bọn họ cũng tận mắt nhìn thấy quá trình kiểm nghiệm, khai ngay mà không cần hỏi nhiều. Nguyên lai họ nhận tiền của tiểu thiếp làm chứng giả, vu cáo hãm hại bà đỡ, để tiểu thiếp kia có thể làm chính thất." Mạnh Thiên Sở thấy án tử đã giải quyết viên mãn, cũng rất là cao hứng, xem ra mình có hy vọng là hình danh sư gia rồi. Không ngờ Hạ Hồng lại nói: "Hiền tế, tuy rằng ngươi điều tra rõ cái án tử này, nhưng những việc hình danh sư gia phải xử lý, không chỉ có điều tra phá án, còn phải tiến hành thẩm tra, xử lý, xử phạt theo hình luật. Mặt khác còn có các tranh cãi dân sự, ngươi đều biết xử lý cả sao?" Mạnh Thiên Sở đương nhiên không biết, đừng nói cổ đại, cho dù hiện đại, những thủ tục tố tụng cả hình sự lẫn dân sự hắn cũng chẳng nắm được. Nghe Hạ Hồng nói, hắn thật đúng là cứng họng không nói được lời nào. Hạ Hồng nhìn bộ dáng uể oải của Mạnh Thiên Sở có chút không đành lòng nói: "Lúc trước vi phụ đã hứa hẹn đề cử ngươi làm hình danh sư gia, không thể nuốt lời, nhưng ngươi cũng mới bắt đầu nghiên cứu hình luật, vi phụ không thể tùy tiện đề cử. Như vậy đi, vi phụ sẽ viết một bức thư khác gửi từ chi huyện, nói ngươi cũng có thể hiểu biết về hình luật để ngươi làm thư khải sư gia, đồng thời thỉnh thoảng có thể trợ giúp khi có các vụ án nhỏ, căn cứ theo năng lực của ngươi sẽ tái xét, thế có được không?" Mạnh Thiên Sở nghĩ chắc cũng chỉ còn cách này, nếu lập tức làm hình danh sợ không tránh được sai lầm khi xử án, chẳng hay ho gì. Nghĩ đến đây liền thi lễ thật sâu: "Đa tạ nhạc phụ đại nhân, nhất định tiểu tế sẽ không làm ngài thất vọng." Hạ Hồng vuốt chòm râu ha hả cười, lấy bút viết một phong thư khác đưa cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở tạ ơn gấp lá thư lại. Tuy Hạ Hồng chỉ đề cử mình thỉnh thoảng trợ giúp xử lý tiểu án, nhưng đó cũng là điều tốt. Mình còn chưa nắm được hình luật cổ đại, chỉ còn cách làm học sinh tiểu học, bắt đầu từ đầu mà thôi. Bằng không, nếu chẳng may xử sai một vụ án, coi như xong đời. Sáng sớm hôm sau, Mạnh Thiên Sở sớm rời khỏi giường, ra đến sân, thấy trong sân viện đã có 3 cỗ xe ngựa. Một cỗ chất đầy hòm to, thùng nhỏ, chắc là đồ cưới của Hạ Phượng Nghi. Cái vali của Mạnh Thiên Sở cùng cái dương sách của hắn đặt ở phía trên. 2 xe còn lại, một là xe của 2 vợ chồng Mạnh Thiên Sở, trước kia là của nha hoàn Phi Yến cùng lão đầu, lão nô trung thành của Mạnh gia. Mọi thứ đều sẵn sàng, xe ngựa được đưa ra cửa. Hạ phu nhân cùng Hạ Phượng Nghi ôm nhau nước mắt đầm đìa. Hạ Hồng thì vuốt vuốt trần râu, căn dặn Mạnh Thiên Sở vài điều. Phi Yến đỡ Hạ Phượng Nghi lên xe, mọi người vẫy tay cáo biệt. Xe ngựa bắt đầu xuất phát ra khỏi kinh thành, nhằm hướng nam thẳng tiến. Trong xe chỉ còn có 2 người, Mạnh Thiên Sở và Hạ Phượng Nghi. Cửa xe có rèm che, người ngoài không nhìn vào trong được. Hạ Phượng Nghi vẫn cúi đầu rơi lệ, còn Mạnh Thiên Sở tâm trạng rất tốt, khẽ hát, nhìn qua cửa sổ ngắm cảnh bên ngoài. Thỉnh thoảng trộm nhìn Hạ Phượng Nghi, thấy nàng khóc sướt mướt như hoa trong bão, làm cho người ta thương tiếc vô hạn.
Lúc này xe đã đi được hơn 10 dặm đường, Hạ Phượng Nghi khóc cũng đã mệt, nàng vén rèm xe nói với người đánh xe cho xe dừng lại, sau đó xuống xe ngựa. Xe này dừng lại, hai xe sau cũng dừng theo. Mạnh Thiên Sở đoán nàng muốn giải quyết tâm sự, xung quanh đều là cánh đồng bát ngát, hắn cũng không ngăn cản nói: "Nương tử, lên phía trước một chút, tìm chỗ yên tĩnh giải quyết này." "Nương tử, không nghe ta nói sao?" Hạ Phượng Nghi không để ý tới Mạnh Thiên Sở, đến chiếc xe của Phi Yến, thấp giọng nói vài câu. Trên xe, lão đầu khom lưng xuống xe ngựa, ôm cái bọc nhỏ đến chỗ Mạnh Thiên Sở nói: "Thiếu gia, thiếu phu nhân bảo lão nô cùng ngài ngồi một xe, nàng cùng Phi Yến ngồi một xe." Mạnh Thiên Sở tức giận, Hạ Phượng Nghi này cũng thật quá đáng, không chỉ cho mình ngủ cùng một chỗ, thậm chí ngay cả ngồi cùng cũng không nguyện ý. "Tốt lắm, xem như ngươi lợi hại." Mạnh Thiên Sở hung hăng nghĩ: "Lão tử cũng không phải kẻ mặt dày." Xe tiếp tục đi, Mạnh Thiên Sở nghiến răng ken két, tuyệt mỹ dung nhan của Hạ Phượng Nghi thỉnh thoảng lại hiện lên trong óc, lắc đầu xua thế nào cũng không đi. Mạnh Thiên Sở lấy Đại Minh Luật ra xem, bình thường đã đọc khó khăn, nay lại đi xe sóc lên sóc xuống không đọc nổi, liền đưa lão đầu đọc cho nghe. Lão đầu trước kia là thư đồng của phụ thân Mạnh Thiên Sở, chữ nghĩa cũng không ít, khi Mạnh Thiên Sở còn nhỏ cũng thường đọc sách cho hắn nghe. Lão mỉm cười gật đầu nhận sách, chậm rãi cao giọng tụng, lên trầm xuống bổng, nghe cũng không tệ lắm. Gặp chỗ nào khó hiểu, hắn hỏi lão vài câu. Tuy lão không rành hình luật, nhưng dù sao cũng là người cổ đại, nên cũng hiểu những gì trong sách viết, giảng giải cho Mạnh Thiên Sở hiểu. Vào giữa trưa, đi đến một thị trấn nhỏ, xe dừng trước một khách điếm. Mạnh Thiên Sở xuống xe, cất bước vào trong. Hạ Phượng Nghi, Phi Yến cùng lão đầu cùng theo vào. Tiểu nhị chạy ra đón, Mạnh Thiên Sở nói: "Có chỗ nào trang nhã một chút không?" Tiểu nhị cười nói: "Khách quan, hiện tại đã là giữa trưa, ngài coi, những chỗ tốt đều có người ngồi cả." Khách điếm này không lớn, có một tầng lầu, đại sảnh còn mấy cái bàn trống. Cái gọi là chỗ trang nhã cũng chỉ là dựng vách ngăn cao nửa người, tương đối độc lập so với những chỗ khác mà thôi, xung quanh đều có thể nhìn thấy. Mạnh Thiên Sở dương mắt quét một vòng, quả thực không còn chỗ trống, liền đến bên một cái bàn ngồi xuống. Mắt liếc bốn phía, thấy trong một gian đối diện có ba người ngồi, một nam, hai nữ, xem ra là một đôi vợ chồng mang theo một tiểu nha hoàn. Nam tử kia khoảng 30 tuổi, dáng người thon dài, mắt sáng như sao, thật có vẻ phần anh tuấn. Thiếu phụ bên người hắn, da trắng như tuyết, mi mắt như tơ, cái cổ trắng đeo một chuỗi hạt trân châu trong suốt, phát ra hào quang nhẹ, dáng người nhỏ nhắn tựa chim hạc, mặc một chiếc váy dài, bộ ngực đầy đặn, mắt nhìn Mạnh Thiên Sở không chớp, sóng mắt lưu chuyển, không ngừng hướng Mạnh Thiên Sở phóng điện. Mạnh Thiên Sở hơi hơi cúi đầu nhìn thân mình, thấy thân mình cũng cao lớn, thật là có vẻ phần tiêu sái, không tự chủ được ưỡn ngực, liếc mắt nhìn thiếu phụ kia một cái. Thiếu phụ kia thấy Mạnh Thiên Sở chú ý tới mình, ngọt ngào cười, nhẹ nhàng liếm cặp môi đỏ mọng, lại làm cho Mạnh Thiên Sở bị điện giật. Thấy bộ dạng của Mạnh Thiên Sở như vậy, thiếu phụ kia liền khẽ cười. Mạnh Thiên Sở trong lòng rung động, nghĩ thầm người đàn bà này đúng là phóng túng. Nhớ tới Hạ Phượng Nghi ở bên cạnh không dám sằng bậy, quay đầu bảo mọi người cùng ngồi xuống. Vừa quay đầu lại, thấy Phi Yến đi đến dựa vào cửa một trong mấy gian trước mặt, có ba người đang ăn cơm ở đó. Phi Yến lấy trong người một miếng bạc vụn đặt lên bàn. "Phiền ba vị nhường chỗ này cho ta, tiền cơm ta trả, còn phần này là của các vị, thế nào?" Ba người kia thoáng nhìn miếng bạc khoảng 5 đồng, nhất thời mừng rỡ, vội vàng khom lưng cầm bạc đứng lên, vô cùng cao hứng bỏ đi. Phi Yến bảo Tiểu Nhị nhanh chóng đến dọn dẹp. Tiểu Nhị thấy Phi Yến ra tay rộng rãi, liền hầu hạ rất chu đáo, chốc lát đã dọn dẹp sạch sẽ. Phi Yến đưa Hạ Phượng Nghi đến ngồi xuống. Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, Hạ Phượng Nghi này ra tay thật hào phóng. Bất quá, cha nàng ta là công bộ thị lang, phụ trách việc xây dựng, việc này kiếm được rất nhiều tiền. Xã hội hiện đại cũng vậy, cổ đại cũng thế, cứ vẽ công trình trên giấy rồi xin cấp rất tiền xuống, tham ô không phải là ít, cho nên hạ gia có tiền cũng không có gì kỳ quái. Mạnh Thiên Sở ngượng ngùng cười cười, lại gần định ngồi xuống. Phi Yến nói: "Xin lỗi, thiếu gia, thiếu phu nhân thích một mình im lặng ăn cơm, ngài cùng lão đầu dùng bữa ngoài đại sảnh đi." Mạnh Thiên Sở giận dữ nhìn Hạ Phượng Nghi chằm chằm: "Lời này là thật sao?" Hạ Phượng Nghi lạnh lùng dương mắt nhìn Mạnh Thiên Sở: "Thật, à đúng rồi, lúc đi ta quên mất không đưa nha hoàn Hải Đường tới cho ngươi, nếu không ngươi phải lao đầu trở về gọi Hải Đường tới cho ngươi cũng được."
Mạnh Thiên Sở vỗ bàn quát: Hạ Phượng Nghi, ngươi thật quá đáng. Quá đáng ư? Hạ Phượng Nghi cười lạnh nói: Đêm tân hôn đi tìm nha hoàn làm việc kia có quá đáng không? Ta không... Mạnh Thiên Sở thật muốn nói cho rõ ràng Mạnh thiếu gia kia không phải Mạnh thiếu gia hiện tại. Có điều nói ra lời này, nếu người ta không bảo mình bị thần kinh, cũng nói mình chối quanh, tìm ra một cái cớ ngu xuẩn. Hắn nghĩ nghĩ, dù sao Mạnh thiếu gia kia cũng làm chuyện chẳng hay ho gì. Hắn ăn ốc còn mình đổ vỏ, liền hạ mình nói: Được, ta sai rồi, được chưa? Nàng đại nhân đại lượng, cho ta một cơ hội để sửa chữa đi. Phi Yến cười lạnh nói: Trước kia ngươi nói lời này cũng không ít, giờ lại nhắc lại sao? Ngươi sửa sao? Chó cũng chỉ ăn phân thôi, ngươi chính là loại này. Mạnh Thiên Sở giận dữ, tay chỉ Phi Yến nói với Hạ Phượng Nghi: Ngươi nghe xem, nghe nha hoàn nhà ngươi nói gì đi. Phi Yến nói đúng. Hạ Phượng Nghi quay đầu nhìn phía cửa sổ, thản nhiên nói: Tối qua ta cũng nói, ta không tin ngươi có thể sửa được, mà ta cũng chẳng quản chuyện ngươi có sửa hay không, vì căn bản ta không cần ngươi. Vì nghĩ tới phụ thân tín nghĩa, ta gả cho ngươi, hứa với ngươi 1 năm làm thi tử ngươi trên danh nghĩa. 1 năm sau, hy vọng ngươi thực hiện lời hứa, viết thư thư thả ta đi. Cho dù ngươi không thả để ta đi, ta cũng sẽ đi. Trong 1 năm này, ngươi thích làm gì thì làm, ta không quan hệ tới ta. Trước mắt bao nhiêu người, Mạnh Thiên Sở làm sao chịu được nhục nhã cỡ này, giận dữ cười: À, 1 năm làm thê tử trên danh nghĩa ư? Được, không cần chờ 1 năm, ta viết thư thư ngay cho ngươi, ngươi có thể trở về. Rồi cao giọng nói: Tiểu Nhị, đem giấy bút đến đây. Hạ Phượng Nghi thản nhiên nói: Vừa mới thành thân liền hưu thư ta, không có lý do. Lúc lên nha môn không thể nói nổi, cho nên ta vẫn phải theo ngươi. Cạnh đó, Phong Lưu thiếu phụ liếc mắt về phía Mạnh Thiên Sở, thấy bọn họ đang nói chuyện viết hưu thê, thấy thú vị, đôi mắt đẹp nhìn thân người Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở làm sao còn tâm trí để ý đến việc thiếu phụ kia ra sức đưa tình. Hắn phản ứng với câu nói vừa rồi của Hạ Phượng Nghi: Lý do ư? Lý do gì đây? Thiếu phụ bên cạnh liền nói: Vị công tử này có 7 lý do: không có con, không phụng dưỡng bố mẹ chồng, dâm dật, cãi vã, trộm cướp, đố kỵ, bệnh hiểm nghèo, đều là do nam nhân các người uy phong mà đặt ra, sao lại quên như vậy? Phi Yến trừng mắt liếc thiếu phụ kia một cái: Không phải chuyện của ngươi. Thiếu phụ kia sóng mắt vẫn không rời khỏi người Mạnh Thiên Sở, ha ha cười: Ta cùng vị công tử này nói chuyện, ngươi ngăn trở cái gì đây? Phi Yến còn đang định nói, Hạ Phượng Nghi khoắt tay áo ngăn lại, không để ý đến thiếu phụ kia, nói với Mạnh Thiên Sở: Ngươi nghe rõ chưa? Trong 7 tật ta mắc tật nào đây? Ngươi làm sao bỏ ta được? Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhớ ra, ở cổ đại phải có 1 trong 7 lý do mới có thể hưu thê, đó gọi là thất xuất. Giờ muốn đuổi nàng ta, hắn không tìm đâu ra lý do. Hạ Phượng Nghi lạnh lùng nói tiếp: Ta chỉ làm nương tử trên danh nghĩa, cho nên 1 năm sau ngươi có thể lấy lý do ta không thể sinh con để bỏ ta, khi đó chúng ta hết nợ nần. Hiện tại mời ngươi đi ra ngoài, ta muốn ăn cơm, ngươi ở đây ta ăn không vào. Mạnh Thiên Sở giận sôi lên, chỉ thẳng mặt Hạ Phượng Nghi: Được, 1 năm thì 1 năm, cũng không cần danh nghĩa vợ chồng, ai đi đường nấy, không phải ngươi có mấy quan tiền sao? Ngươi ôm đống tiền thối đó sống cho tốt, Mạnh Thiên Sở ta dù có đói chết cũng quyết không dùng 1 xu của ngươi. Mạnh Thiên Sở quay người nói với lão đầu: Mua vài cái bánh chúng ta đi. Nói đoạn sải bước ra khỏi phòng. May mắn lão đầu còn hơn 100 đồng tiền, mau chóng lấy ra vài đồng, mua vài cái bánh bao, nhanh chóng đuổi theo hắn. Phi Yến đến trước cửa khách điếm, thấy Mạnh Thiên Sở đang định lên xe ngựa, cười lạnh: Thiếu gia quả nhiên uy phong nga, có bản lĩnh thì đừng có ngồi xe ngựa này, đây là xe của nhà tiểu thư. Mạnh Thiên Sở tức đến thiếu chút nữa học máu, quay đầu nhìn chằm chằm Phi Yến đang đắc ý: Tốt, rất tốt, xe ngựa của Hạ gia các ngươi ta nhổ vào, lão đầu chúng ta đi. Nói đoạn phất áo quay đi. Phi Yến lại lạnh lùng cao giọng nói: Ê, cái chức thư khải sư gia kia cũng là lão gia chúng ta đề cử, người có bản lĩnh thì đừng có nhận ân huệ của lão gia ta. Mạnh Thiên Sở tức muốn hôn mê, lấy ra trong ngực 2 phong thư xé tan tành thành từng mảnh ném xuống đất, lạnh lùng nói: Người đã là vừa lòng chưa? Phi Yến hơi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, lập tức len lén nhìn Mạnh Thiên Sở: Còn y bào trên người ngươi đang mặc nữa cũng là của Hạ gia chúng ta. Tiện tỳ này quả thật muốn bức Mạnh Thiên Sở,
Hắn lúc này thực sự cảm thấy một sự nhục nhã đến cùng cực của kẻ ăn nhờ ở đậu, quay lại hỏi lão đầu: "Chúng ta còn bao nhiêu ngân lượng?" Còn hơn 100 đồng, đưa ta." Lão vội vàng lấy ra túi tiền đưa cho Mạnh Thiên Sở, chần chừ nói: "Thiếu gia, đây là toàn bộ tài sản của chúng ta. Ta thà đi ăn xin cũng tuyệt đối không chịu để các nàng vũ nhục." Không ngờ đến lúc này Phi Yến lại tiếp tục nói một câu: "Tiền này hình như cũng là tiền của hạ gia chúng ta." Lão đầu trầm giọng nói: "Phi Yến cô nương, cô sai rồi. Đây là tiền tiêu hàng tháng ta dành dụm được. Ta ở hạ gia không chỉ hầu hạ thiếu gia, đại bộ phận thời gian đều vì hạ gia mà làm việc. Đây là tiền mồ hôi nước mắt, chứ không phải hạ gia cho không ta đâu." Phi Yến hừ một tiếng, xoay mặt một bên không nói nữa. Mạnh Thiên Sở nghe xong lời này, không chút do dự cầm túi tiền đi vào khách điếm. Phi Yến đứng ở cửa cũng không thèm nhường lối. Mạnh Thiên Sở trong cơn giận dữ đẩy mạnh một cái, làm Phi Yến lảo đảo thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Trước kia Mạnh Thiên Sở Mạnh thiếu gia sau khi cha mẹ mất ở hạ gia ăn nhờ ở đậu, nhưng cũng không biết thân biết phận, cờ bạc chơi gái lừa đảo chuyện gì cũng làm, có mỗi đọc sách là không làm được, cho nên người trong hạ gia từ trên xuống dưới đều xem thường hắn. Nếu Hạ Hồng không che chở, họ đã sớm đuổi hắn ra khỏi cửa từ lâu rồi. Nhất là chủ tớ Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến luôn luôn trêu chọc khiêu khích quát mắng hắn. Mạnh Thiên Sở cũng tự hiểu tình trạng của mình ở hạ gia là như thế nào, cho nên trước mắt hai người từ trước đến nay đều là nhẫn nhục chịu đựng. Chỉ cần Hạ Hồng không đi ra khỏi nhà, Mạnh Thiên Sở cũng chỉ ngoan ngoãn ăn cơm một mình một xó, không dám chủ động ngồi cùng bàn với Hạ Phượng Nghi, lại càng không dám bắt chuyện với nàng. Hôm nay các nàng chỉ đối đãi với hắn như trước kia, không ngờ Mạnh Thiên Sở giờ đã không còn là Mạnh Thiên Sở ngày xưa, không thể chịu được, nhất thời phát tác. Vừa rồi hắn đẩy Phi Yến suýt ngã, làm Hạ Phượng Nghi vô cùng kinh ngạc, nhưng mặt ngoài vẫn tỏ ra thản nhiên. Mạnh Thiên Sở đứng ở cửa, giơ túi tiền lên, cao giọng nói: "Các vị, ta có 100 đồng ở đây, muốn mua một bộ quần áo cũ mới gì cũng tốt, chỉ cần ta mặc được, ai có thể bán cho ta?" Khách điếm này tuy không phải hạng sang, nhưng cũng là loại lớn, nên phần lớn khách đều là người có chút tiền. Chẳng có ai muốn đem quần áo bán cho kẻ khác ngay ở đây. Hơn nữa, vừa rồi thấy họ cãi nhau về chuyện hưu thê, lại thấy Vi Yến ra tay rộng rãi, xem chừng là nhà có quyền thế, không tiện xen vào, có ý đợi xem náo nhiệt. Cho nên Mạnh Thiên Sở kêu mấy lần đều không có ai trả lời. Tiểu nhị cũng có mấy bộ quần áo cũ vốn định bán cho Mạnh Thiên Sở, nhưng lại nghĩ đến phần thưởng của Phi Yến lên lại thôi. Phi Yến cười lạnh một tiếng, trở lại bên người Hạ Phượng Nghi. Còn Hạ Phượng Nghi coi như không thấy chuyện gì đang diễn ra, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, chậm rãi nhấp chén trà, khóe miệng ẩn tia cười lạnh. Mạnh Thiên Sở hết cách, cao giọng nói với Hạ Phượng Nghi: "Quần áo này ta tạm mượn, đợi ta mua quần áo sẽ trả lại sau." "Không cho mượn." Phi Yến lạnh lùng nói: "Ngươi không phải rất có khí cốt sao? Có khí cốt thì đừng có mượn quần áo." Mạnh Thiên Sở giận muốn hộc máu, nhìn Hạ Phượng Nghi chỉ thấy nàng vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, giống như căn bản không quen biết hắn, cũng không nghe thấy hắn đang nói chuyện. "Được, được lắm." Mắt Mạnh Thiên Sở cơ hồ phun ra lửa, soạt một tiếng vạch áo ra, lộ ra bộ ngực rắn chắc khỏe khoắn. Hắn cởi nốt chiếc áo, phô ra hai cánh tay to lớn cùng cơ bắp cuồn cuộn. Phong lưu thiếu phụ kia vừa thấy vậy hô lên một tiếng vui sướng. Lúc này nộ hỏa đã trùm kín Mạnh Thiên Sở, khiến hắn không còn ngại ngùng gì nữa, hung hăng ném cái áo xuống đất chuẩn bị cởi tiếp quần. Chúng nữ trong khách điếm đều kinh hô quay đầu đi. Mạnh Thiên Sở đang cởi dây lưng, phong lưu thiếu phụ kia đứng lên kêu lớn: "Chậm đã, vị công tử này, ta có một bộ quần áo nguyện bán cho ngươi." Mạnh Thiên Sở mừng rỡ xoay người lại cảm kích nhìn thiếu phụ kia, ít nhất nàng cũng không để cho hắn cởi chuồng dọa người. Ân tình này có thể sánh với việc cứu mạng hắn, khiến hắn hết sức cảm động. Nam tử anh tuấn bên cạnh thiếu phụ có vẻ như không vui, thấp giọng lờ bầu vài tiếng gì đó. Thiếu phụ kia liền trừng mắt, làm hắn câm bặt, không dám nói năng gì nữa. Thiếu phụ cất bước đến bên người Mạnh Thiên Sở, sóng mắt hướng vào thân thể kiện mỹ của hắn, hi hi cười: "Công tử, mời đi theo ta." Nói đoạn bước ra khỏi khách điếm, Mạnh Thiên Sở vội vã theo sau, đến chỗ một chiếc xe ngựa. Thiếu phụ lên xe ngựa, lấy ra một bộ y bào cùng một đôi giày đưa cho Mạnh Thiên Sở. Hắn vội vã cảm ơn, đặt túi tiền vào tay thiếu phụ, chạy nhanh đến một góc kín đáo để thay quần áo. Bộ quần áo này hiển nhiên là của nam nhân bên cạnh thiếu phụ kia. Dáng người hắn nhỏ hơn Mạnh Thiên Sở một chút,
nên Mạnh Thiên Sở cảm thấy hơi chật chội, không thoải mái, nhưng có còn hơn không. Mạnh Thiên Sở hung hăng chạy vào lại khách điếm, ném phịch bộ quần áo cùng đôi giày xuống đất, nói: "Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai, một năm sau ngươi đến tìm ta lấy hưu thư." Trong mắt Hạ Phượng Nghi thoáng hiện một tia không đành lòng, yên lặng nhìn Mạnh Thiên Sở, ánh mắt có chút ướt át. Bên cạnh, Phi Yến căn bản không nghĩ tới kết quả này, mặt đỏ lên không biết phải làm sao. Mạnh Thiên Sở cảm thấy như được giải thoát, tự như biến thành một con chim bay lượn tự do giữa đất trời, xoay người sải bước ra khỏi khách điếm. Lão Đầu vội vàng cất bước theo sau, vừa đến cửa chợt nghe thiếu phụ vừa rồi lên tiếng: "Tiểu huynh đệ, xin dừng bước." Mạnh Thiên Sở quay ngược lại, thấy Phong Lưu thiếu phụ đang đứng sau, ánh mắt đưa tình đang nhìn hắn. Nam tử anh tuấn kia cùng nha hoàn đứng một bên. Mạnh Thiên Sở chắp tay nói: "Đa tạ phu nhân ra tay trợ giúp, không biết còn việc gì chỉ bảo chăng?" Thiếu phụ kia đáp lễ nói: "Không dám, chỉ vì chồng ta vừa rồi thấy huynh đệ khí vũ hiên ngang, rất có khí cốt, vô cùng ngưỡng mộ, mạo muội muốn kết giao cùng tiểu huynh đệ đây." Nam nhân kia miễn cưỡng cười, ôm quyền bước lên nói: "Đúng vậy, tại hạ thấy huynh đệ rất có khí tiết, làm người ta bội phục." "Đa tạ huynh đã khích lệ, tại hạ vô cùng cảm kích. Vừa rồi hai vị bán quần áo cho tại hạ, ân tình này tại hạ xin khắc ghi trong lòng." "Không dám, không dám, không biết huynh đệ định đi đâu?" Mạnh Thiên Sở thuận miệng nói: "Ta đi Chiết Giang." Nói xong mới nhớ ra, vừa rồi mình đã xé nát hai phong thư đề cử của Hạ Hồng, đi Chiết Giang để làm gì đây? Thiếu phụ nọ cấu nam tử một cái, hắn liền vội vàng nói: "Vừa hay bọn tại hạ cũng đang định đi Tô Châu đây, vậy chúng ta cùng làm đồng hành như thế nào được không?" Mạnh Thiên Sở lúc này chỉ muốn mau mau chóng chóng rời khỏi nơi này, chẳng suy nghĩ nhiều, chắp tay nói: "Vậy xin cảm tạ các vị." Thấy Mạnh Thiên Sở đáp ứng, ánh mắt thiếu phụ tràn ngập vui vẻ, liền nói: "Thật tốt quá, xin mời huynh đệ lên xe." Mạnh Thiên Sở đang định trèo lên, chợt nhớ tới cái vali dụng cụ pháp y của mình, vội vàng chạy đến xe chở hành lý của Hạ Phượng Nghi, lấy cái vali xuống, nhưng cái dương sách lại không đem theo. Hắn xách vali quay lại, cột vào phía sau xe ngựa của trung niên nam tử, chuẩn bị lên xe thì Hạ Phượng Nghi chạy ra cửa khách điếm hô: "Tướng công, ngươi muốn đi thật sao? Ngươi không xu dính túi, đi làm sao đây?" Mạnh Thiên Sở dừng lại một chút, nhưng cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói: "Không nhọc vướng bận các ngươi, chúng ta đã thanh toán xong, Mạnh mỗ dù có chết đói cũng không quan hệ tới Hạ gia các ngươi." Nói đoạn, hắn chui vội vào trong xe, cảm thấy nước mắt như muốn trào ra, không rõ vì quá tức giận hay là quá uất ức, liền trừng mắt, miễn cưỡng nuốt nước mắt vào trong. Nam tử kia cùng thiếu phụ lên xe trước, lão đầu và nha hoàn ngồi xe sau, hai chiếc xe lần lượt rời khách điếm. Hạ Phượng Nghi đứng ở cửa khách điếm, nhìn hai chiếc xe từ từ lăn bánh, không biết phải làm sao. Phi Yến đứng bên thấp giọng hỏi: "Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ, trở lại kinh thành sao?" "Trở lại kinh thành ư? Không được." Hạ Phượng Nghi nhẹ nhàng lắc lắc đầu: "Phụ thân biết việc này sẽ đánh chết hai chúng ta." "Chúng ta nói hắn lén nuốt bỏ đi, chúng ta không tìm thấy hắn." Hạ Phượng Nghi lại lắc đầu nói: "Phụ thân sẽ không tin tưởng đâu." "Nếu không chúng ta trốn đi, một năm sau tìm hắn lấy lại hưu thư rồi trở về." "Hắn đã xé nát thư đề cử, còn đi Bình Hồ huyện làm sao được đây? Trong một năm này nhất định cha mẹ ta sẽ vứt thư thăm hỏi hoặc cử người đi tìm, lúc đó nhất định sẽ lộ hết ra." Phi Yến cúi đầu nói: "Đều do ta. Ta cứ nghĩ hắn sẽ như trước kia, cũng chỉ muốn chọc giận hắn, không ngờ hắn lại như vậy, bỏ đi thật. Sớm biết như vậy ta Hạ Phượng Nghi thở dài: "Đúng vậy, trước kia chúng ta có chọc tức hắn thế nào, hắn cũng đều gượng cười tránh né, chưa bao giờ dám cứng rắn phản ứng lại. Không ngờ hai ngày nay hắn thật sự thay đổi, giờ đã đi thật rồi, phải làm sao bây giờ? Phụ thân mà biết thì..." Phi Yến nói: Vậy chúng ta đuổi theo hắn, xin lỗi hắn, hay là cứ đi theo hắn vậy?" Hạ Phượng Nghi gật đầu: "Việc đã đến nước này, đành phải như vậy thôi." Hai người cơm cũng không kịp ăn, chỉ mua mấy cái bánh, vội vã lên xe đuổi theo Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở ngồi trên xe, trung niên nhân kia giới thiệu mình và thiếu phụ. Nguyên lai trung niên nhân tên là Tần Giật Vân, thiếu phụ là nương tử hắn, còn nha hoàn tên là Tế Văn. Tần Giật Vân ở Tô Châu buôn bán, lần này đi kinh thành thăm viếng, bây giờ đang trên đường về. Mạnh Thiên Sở cũng tự giới thiệu qua loa. Tần Giật Vân hỏi: "Mạnh huynh đệ, ngươi đến Chiết Giang làm gì vậy?"
Mạnh Thiên Sở chẳng nghĩ đến chuyện đề cử làm sư gia nữa, thuận miệng nói: "Đi chơi thôi." Bên cạnh, Tần phu nhân nói: "Vừa rồi, nương tử ngươi sao lại đối xử với ngươi như vậy, ngay cả chúng ta cũng không để mặt." Tần Dật Vân nói: "Đúng vậy, nương tử ta nhìn không thuận mắt mới đem bộ quần áo của ta bán cho ngươi." Mạnh Thiên Sở cười khổ, không nói chuyện đau lòng này, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tần phu nhân nhận ra Mạnh Thiên Sở thương tâm, khuyên giải an ủi nói: "Huynh đệ đừng buồn, tay chân đầy đủ, đi đâu chẳng được, kiểu gì không sợ chết đói đâu." Tần Dật Vân nói: "Đúng vậy, nhưng không biết sau này Mạnh huynh đệ có dự định gì không?" Mạnh Thiên Sở đáp: "Đi đến đâu tính đến đó thôi, đa tạ hai vị, tới thị trấn phía trước ta sẽ xuống xe." Tần phu nhân vừa nghe vậy liền vội vàng nói: "Đừng đi, ngươi có bao nhiêu tiền đâu, đều đã mua quần áo hết rồi, không có tiền ngươi có thể đi đâu được đây?" Mạnh Thiên Sở nhớ tới cái vali, đó chính là gia tài cuối cùng của hắn, trong đó đều là những đồ vật mang từ xã hội hiện đại tới, có lẽ có thể bán được chút tiền, liền nói: "Hai vị không cần lo lắng, ta còn có chút đồ đạc, có thể đổi được một ít ngân lượng, tạm thời sẽ không chết đói." Tần phu nhân hiển nhiên không muốn hắn rời đi, thoáng nhìn Tần Dật Vân rồi nói với Mạnh Thiên Sở: "Ở Tô Châu chúng ta có mấy cửa hàng, còn thiếu người trông coi, nếu Mạnh huynh đệ không chê cười, hay là theo chúng ta đến Tô Châu giúp chúng ta việc làm ăn." Chuyện này... Mạnh Thiên Sở có chút do dự, hắn chỉ làm đồng hành cùng họ một lúc, họ lại chia tay ra giúp đỡ khi thì hắn gặp khó khăn, quả thật làm hắn cảm động. Nhưng làm cái chân tiểu nhị nhỏ bé thì hắn có vẻ không khoái lắm. Đường đường là một hình cảnh pháp y, giờ lại phải đi chạy bàn, hắn không cam tâm. Đang hết sức do dự, chợt nghe thấy phía sau có tiếng xe ngựa đang chạy đến gần. Tần phu nhân ngó ra nhìn một cái mới nói: "Mạnh huynh đệ, hình như là xe ngựa của nương tử ngươi đang đuổi theo." Mạnh Thiên Sở thò đầu ra nhìn, quả nhiên là xe của Hạ Phượng Nghi. Hắn nghĩ thầm, chẳng lẽ Hạ Phượng Nghi này còn sợ vừa rồi tát mình như thế chưa đủ mạnh, tiếp tục đuổi theo lăng nhục mình hay sao? Đã vậy đừng trách ta độc ác. Trước kia khi tán gái cũng có lúc bị các cô gái trêu chọc xô đuổi, nhưng làm hắn giận đến mức này thì chỉ có chủ tớ Hạ Phượng Nghi mà thôi. Hắn thầm hạ quyết tâm, chỉ cần hai người còn dám châm chọc mình thêm một câu nữa, nhất định sẽ phải cho các nàng biết tay. Chủ ý đã định, Mạnh Thiên Sở nói: "Xin Tần huynh cho dừng xe để ta xuống hỏi xem các nàng muốn gì." Xe ngựa dừng lại, Mạnh Thiên Sở nhảy xuống. Phi Yến thò đầu ra khỏi xe, theo thói quen cũ nghiêm mặt nhìn hắn. Mạnh Thiên Sở khoanh tay trước ngực, đứng chặn trước xe của hai nàng, lạnh lùng hỏi: "Các ngươi đi theo ta làm gì?" Phi Yến theo thói quen thuận miệng đáp: "Đây là quan đạo, ngươi đi được chúng ta cũng đi được, sao lại nói chúng ta đi theo ngươi?" Mạnh Thiên Sở gật gật đầu: "Tốt, không theo thì tốt." Hoắn quay đầu đi vài bước, chợt đứng lại, lạnh lùng nói: "Ta khuyên các ngươi một câu, hai ngươi ở bên ngoài đừng có chạy loạn, kẻo gặp phải thổ phỉ, đem cả chủ tớ các ngươi tiền dâm hậu sát, nếu không phải cũng đem bán các ngươi cho ký viện làm kỹ nữ thì khổ." "Ngươi..." Phi Yến giận đỏ cả mắt, không nói ra lời. Mạnh Thiên Sở cười ha hả, cất bước quay đi, chợt nghe Hạ Phượng Nghi nói: "Tướng công, xin đợi một chút." Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ: "Ta sẽ chờ chứ, chỉ sợ các ngươi không chửi mắng, cái bụng đầy nộ hỏa của ta sẽ không có chỗ để phát tiết mất." Hắn chậm rãi quay đầu lại, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng nhìn Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi cắn môi, thấp giọng nói: Thực xin lỗi, vừa rồi là chúng ta không đúng, ngươi cho chúng ta giải thích được không?" Câu nói này thực sự ngoài dự kiến của Mạnh Thiên Sở. Hắn không tin vào lỗ tai mình, xoay người lại, chỉ Hạ Phượng Nghi, rồi lại chỉ vào chính mình: "Ngươi đi theo ta để giải thích sao?" Phi Yến đứng bên cạnh lạnh lùng nói: "Đúng là chúng ta không thể trêu vào ngươi, sợ ngươi mang cái miệng thối đi khắp nơi nói lung tung nên mới theo ngươi để giải thích, đừng có nghĩ là bọn ta làm sai cái gì." Mạnh Thiên Sở cười ha ha: "Tốt, đúng là chủ nào tớ nấy, hai người các ngươi cấu kết làm việc xấu, các ngươi có gan làm thì sẽ có gan chịu, đã làm kỹ nữ lại còn muốn lập đền thờ, có chuyện tốt như vậy sao?" Hạ Phượng Nghi cùng Phi Yến nghe hắn nói thô tục như vậy đều đỏ bừng mặt. Phi Yến nhổ nước miếng nói: "Tiểu thư muốn nói xin lỗi ngươi, ngươi còn muốn thế nào nữa đây?" Tiểu thư các ngươi là ai? Tiểu thư các ngươi có quan hệ gì với ta đây? Nàng ta muốn cả việc ta đánh giấm hay sao? Ngươi, ta..." Phi Yến biết mình nói sai, đỏ mặt lên: "Là ta nói sai, thiếu phu nhân muốn giải thích với ngươi, ngươi còn đòi hỏi gì nữa nào?"
các ngươi cũng biết giải thích sao? Mạnh Thiên Sở lạnh lùng nói, các ngươi là con cái nhà phú quý, chưa từng để mắt tới dân đen như chúng ta, cứ gì phải gì giải thích với ta đây? Giải thích ư? Các ngươi nghĩ chỉ cần nói mấy câu là có thể làm một người vừa bị vũ nhục như vậy bình tĩnh lại sao? Các ngươi trả lời đi. Hạ Phượng Nghi mặt mũi tái nhợt nghiêm mặt hỏi, ngươi muốn thế nào mới chịu đây? Rất đơn giản thôi, ăn miếng trả miếng. Vừa rồi các ngươi bắt ta trước mặt bao nhiêu người cởi quần áo mà chịu vũ nhục, cho nên... Mạnh Thiên Sở quanh tay nhìn dáng người thướt tha của Hạ Phượng Nghi và Phi Yến. Chỉ cần hai người các ngươi chút sạch quần áo trước mặt mọi người, à không, trước mặt ta, quay ba vòng, ta sẽ chấp nhận lời giải thích của các ngươi, thế nào? Mạnh Thiên Sở vừa rồi sửa lời là vì nghĩ hai tiểu cô nương mỹ mạo như thế, một là nương tử danh nghĩa, một là thông phòng đại nha hoàn, bảo các nàng cởi sạch quần áo trước mặt nam nhân khác, khác nào làm chuyện tốt không công cho người ta xem. Chuyện thiệt như vậy hắn tuyệt đối không làm, liền đổi thành bảo họ cởi sạch quần áo trước mặt mình. Hạ Phượng Nghi nước mắt đã muốn trào ra, nặng nề quay về xe. Phi Yến nhổ một ngụm, căm hận nói, Ngươi khinh người quá đáng. Quá đáng ư? So với chủ tớ các ngươi vẫn chưa là gì. Các ngươi dù sao cũng là nương tử và nha hoàn của ta, thoát y trước mặt ta thì sao đây? Nói cho các ngươi biết, đừng có mà chọc giận ta, nếu không ta sẽ bắt các ngươi thoát đi trước mặt người khác. Giờ các ngươi đừng hòng trốn tránh. Phi Yến nghiến răng, ngươi không chấp nhận, dù sao chúng ta cũng đã nói xin lỗi, chấp nhận hay không là chuyện của ngươi. Ta cảnh cáo ngươi không được đem chuyện này nói lung tung ra ngoài. Phi Yến biết Hạ Phượng Nghi lo lắng nhất là chuyện này. À, ta sợ quá, Phi Yến cô lương lợi hại quá đi. Các ngươi nghe đây, lão tử chịu đủ mọi nhục mạ của các ngươi, lão tử nhất định sẽ đem tất cả chuyện xấu xa của Hạ gia, cả tác phong cọp cái của ngươi nữa nói ra cho bằng hết. Thậm chí ta còn viết thư gửi đi khắp nơi nói, nam tử hán nói được sẽ làm được. Chúng ta không phải nam tử hán. Phi Yến cãi, ta biết các ngươi là nữ tử. Khổng lão nhị đã nói, chỉ nữ tử và tiểu nhân là khó nuôi, quả đúng là như vậy. Hắn ngửa mặt lên trời cười dài, xoay người trở lại xe của Tần Nhật Vân. Những lời cuối cùng của hắn làm Phi Yến giận run người, hung hăng nói với Hạ Phượng Nghi, tiểu thư, chúng ta trở về đi, cùng lắm là ăn mấy roi của lão gia, ta sẽ chịu. Nước mắt cuối cùng cũng chảy trên má Hạ Phượng Nghi, nàng nức nở vài tiếng lắc đầu. Không được, lấy chồng theo chồng, phụ thân đã đem ta cưới hỏi đàng hoàng, gả cho hắn. Ta giờ là người Mạnh gia, trở về không có hiu thư, không chỉ làm cha mẹ mất mặt, ta cũng không mất mặt mũi nào bước vào nhà nữa. Phi Yến cúi mặt, tự vả nhẹ vào má mình một cái. Đều là lỗi của ta, trước kia đã chọc hắn quá mức, tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Phượng Nghi ngẩng đầu, lau nước mắt, miễn cưỡng cười. Còn có thể làm sao đây, đành đi theo hắn thôi, từ từ giải thích, chờ hắn hết giận, đợi qua một năm, hắn viết hiu thư, chuyện này mới xong. Hắn muốn chúng ta thoát đi mới chịu ư? Nước mắt của Hạ Phượng Nghi lại rơi xuống. Chúng ta cũng buộc hắn chịu nhục trước mặt mọi người, coi như là ác giả ác báo đi. Đều là Phi Yến không tốt, làm hại khổ tiểu thư như vậy. Phi Yến cùng Hạ Phượng Nghi rơi nước mắt. Về sau trước mặt hắn, Phi Yến sẽ nói ít đi. Hai người lên xe, tiếp tục đuổi theo hắn. Vừa rồi, Mạnh Thiên Sở cùng Hạ Phượng Nghi nói chuyện, vợ chồng Tần Vật Vân đều nghe được thấy hết. Sau khi xe chạy được một đoạn, Tần phu nhân lên tiếng, Mạnh huynh đệ, vừa rồi nương tử ngươi giải thích, sao ngươi không bỏ qua cho họ? Họ không thật lòng. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, họ lo sợ mình đi nói lung tung làm tổn hại danh dự của cha nàng, chứ vẫn không chịu nhận mình làm sai. Bất quá việc xấu trong nhà không nên nói ra ngoài, mình còn chưa hưu thế, chuyện này nói ra cũng chẳng hay ho gì, cho nên hắn bỏ lửng giữa chừng không nói tiếp. Tần Dật Vân cười nói, đúng như vậy, vừa rồi các nàng quá đáng như vậy, làm sao có thể nói mấy câu là nhẹ nhàng bỏ qua cho được. Tần phu nhân trừng mắt, ngươi thật là lại đổ thêm dầu vào nửa sao? Tần Dật Vân tựa hồ có chút sợ lão bà, ngượng ngùng cười cười, ta chẳng qua cũng là ta ăn ngay nói thật thôi. Nha hoàn Tế Văn ở đằng sau nói, lão gia, phu nhân, xe ngựa của họ vẫn đi theo sau. Mạnh Thiên Sở hừ một tiếng, mặc kệ bọn họ. Tần phu nhân cười cười, Mạnh huynh đệ, lời đề nghị của chúng ta vừa rồi ngươi còn chưa trả lời. Mạnh Thiên Sở nghĩ lại qua những chuyện vừa rồi, quả thực mình cũng mạnh mồm bạo miệng, nhưng thực tế đã không xu dính túi,
bây giờ chủ yếu là tìm một nơi yên ổn dừng chân, tốt nhất là đáp ứng bọn họ. Đến Tô Châu làm tiểu nhị một thời gian, sau đó sẽ tìm công việc thích hợp khác. Nghĩ đoạn, Mạnh Thiên Sở liền chắp tay nói: phu thê hai vị đã thịnh tình mời, nếu tiểu đệ không đáp ứng thì thật là không phải. Tần phu nhân tỏ ra vui sướng ra mặt, quay đầu nói với Tần Dật Vân: thật tốt quá, Mạnh huynh đệ đáp ứng rồi. Tần Dật Vân bồi hồi cười nói: phải, đúng rồi, rất tốt, rất tốt. Mạnh Thiên Sở nghe lời hắn nói có vẻ không thoải mái, hiển nhiên là chịu áp lực của lão bà, miễn cưỡng đồng ý. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, xem ra Tần Dật Vân này cũng không muốn mình làm việc trong cửa hàng của hắn. Chắc hắn cũng biết nương tử mình là người phong lưu, lại thấy mình cũng có vài phần anh tuấn, liền sợ bị cắm sừng. Nghĩ đến đây, lòng Mạnh Thiên Sở trầm xuống. Như vậy xem ra làm việc trong cửa hàng của họ cũng không phải là kế lâu dài. Tới Tô Châu thì mau chóng kiếm việc khác sống cho yên thân. Việc cấp bách bây giờ là phải kiếm tiền, không có tiền thì chẳng làm được việc gì cả. Chạng vạng tối, xe ngựa đến một tiểu thị trấn, dừng trước một khách điếm. Xe ngựa của Hạ Phượng Nghi cũng vào khách điếm này. Phi Yến nhảy xuống xe, liếc nhìn Mạnh Thiên Sở, muốn nói chuyện, lại thấy nơi đây có nhiều người qua lại, không tiện nên thôi. Mạnh Thiên Sở coi như không nhìn thấy bọn họ, lấy cái vali đựng dụng cụ pháp y của mình ra, đến góc khuất mở ra nhìn thiết bị, khí giới cùng thuốc khử trùng bên trong. Xem có thể bán được gì không, hắn liếc nhìn thấy mấy cái ống nghiệm thủy tinh, trong lòng chật động. Đây là thủy tinh trong suốt, hẳn là ở cổ đại không có, nó không chừng có thể kiếm được chút tiền. Mạnh Thiên Sở lấy một ống nghiệm nhét vào ngực, giao cái vali cho lão đầu bảo quản, nói với mấy người Tần Dật Vân một tiếng rằng mình muốn đi ra phố một chút. Tần phu nhân vội hỏi: Mạnh huynh đệ, trễ thế này mặt trời sắp xuống núi rồi, ngươi còn định đi đâu? Ta đi loanh quanh một chút sẽ sớm trở lại thôi. Ta đi cùng ngươi, ta cũng đang muốn đi mua sắm một chút son phấn đây. Tần phu nhân thiết tha nói. Không, không, không cần. Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, phu nhân này nhiệt tình như lửa, tuy rằng mình chẳng phải là chính nhân quân tử, nhưng dù sao trưởng phu người ta cũng ở ngay bên cạnh, nên cư xử cho thỏa đáng. Mạnh Thiên Sở vừa nói vừa bước nhanh đi mất. Tần phu nhân đuổi theo vài bước, gọi hắn mấy câu, nhưng hắn coi như không nghe thấy gì. Thị trấn này gần kinh thành cũng khá phồn thịnh, đường phố ngang dọc có nhiều người qua lại. Mạnh Thiên Sở đi dọc theo con đường chính, tìm kiếm một cửa hàng mua bán đồ cổ. Trên đường thật ra có mấy tiệm cầm đồ, nhưng hắn lại có ấn tượng không tốt về chúng. Đều là buôn gian bán lận, chặt chém lung tung. Bán lống nghiệm ở đó nhất định sẽ không được giá. Đi suốt mấy con phố, cuối cùng cũng tìm được một cửa hàng đồ cổ, liền bước vào. Tiểu nhị nhìn thấy Mạnh Thiên Sở đánh giá một chút, bộ quần áo của hắn mua của Tần Dật Vân tuy hơi chật một chút nhưng kiểu dáng coi như không tồi, cho nên tiểu nhị kia vội vã ra đón. Vị khách quan này, ngài muốn mua đồ cổ sao? Xin mời theo ta, xin mời. Mạnh Thiên Sở nhìn quanh bốn phía, ngắm nghía một chút rồi hỏi: các người có mua đồ cổ không? Tiểu nhị cười nói: mua, đương nhiên mua chứ, xin mời ngài ngồi. Tiểu nhị dẫn Mạnh Thiên Sở đến một gian phòng nhỏ, mời hắn ngồi trên ghế, khom mình hỏi: ngài muốn bán cái gì đây? Mạnh Thiên Sở lấy cái ống nghiệm trong ngực ra, cẩn thận đặt lên bàn. Người xem, món này trị giá bao nhiêu tiền? Món đồ cổ này thực sự làm tiểu nhị chú ý, không dám tùy tiện chạm vào, chỉ chắp tay sau lưng cúi người, chăm chú nhìn, khẽ hô một tiếng, mắt chớp chớp, đầu cúi thấp, tưởng như muốn chạm vào ống nghiệm. Mạnh Thiên Sở phát hiện thấy thân mình hắn hơi run run. Sau một lúc lâu, hắn mới hỏi: khách quan, món này ngài muốn bán bao nhiêu tiền? Mạnh Thiên Sở bắt chéo chân, nhàn nhã nói: ta muốn nghe lời ngươi trước, thích hợp thì bán, không thích hợp ta liền tìm nơi khác. Dù sao nơi đây cách kinh thành không xa, cùng lắm ta mang đến đó bán thôi. Khách quan, từ đây đến kinh thành cũng mất một ngày đường. Tại thị trấn này, tiệm đồ cổ của chúng ta là số 1 rồi, tuyệt đối làm ăn sòng phẳng à. Thôi đi, trời sắp tối, ta còn có việc, mau trả giá đi. Tiểu nhị chần chờ một chút, vụng trộm nhìn mặt Mạnh Thiên Sở nói: Bốn quan, thế nào? Trong lòng Mạnh Thiên Sở cười như muốn nở hoa. Ở xã hội hiện đại, ống nghiệm này nhiều lắm, chỉ đáng giá mấy đồng. Tới Minh Triều lại có giá tới tận 4 quan tiền. Hôm qua lúc xem Đại Minh Luật, hắn cũng hỏi qua lão đầu về tình hình giá cả. So sánh giá những nhu yếu phẩm thời nay với xã hội hiện đại, thấy 1 đồng tương đương 1 nhân dân tệ, 1 sâu tiền là 100 đồng, còn 1 quan là 1.000 đồng, tương đương với 1 lượng bạc trắng. Cho nên tiểu nhị ra giá 4 quan tiền cũng là tương đương với 4.000 nhân dân tệ. Điều này cũng khó trách,
Tuy rằng từ rất sớm, Trung Quốc cổ đại có đã biết cách chế tạo thủy tinh, còn gọi là ngọc lưu ly, nhưng từ xưa đến nay, thủy tinh vẫn chỉ được coi là hoàng thất sử dụng, cho nên bình thường cực kỳ hiếm gặp. Tới thời kỳ nhà Minh, kỹ thuật chế tạo cơ bản đã thất truyền, tuy vẫn có thể chế tạo thủy tinh, nhưng không thể làm thủy tinh trong suốt được. Những thứ đó được gọi là dược ngọc. Theo Minh Chế ghi lại, ngọc bội hoàng đế ban cho 4 người đỗ đầu trong các cuộc thi được làm từ dược ngọc. Phương Tây đã phát minh ra kính thủy tinh từ thời Trung Cổ, nhất là việc chế tạo thủy tinh trong suốt đã đi trước Trung Quốc khá xa. Cho đến thời Khang Hy, Trung Quốc mới bắt đầu sản xuất thủy tinh trong suốt với quy mô lớn. Cho nên tiểu nhị này nhìn thấy ống nghiệm thủy tinh trong suốt thật sự như gặp được chân bảo. Tuy trong bụng vô cùng vui sướng, nhưng mặt Mạnh Thiên Sở lại sầm xuống như vừa bị khi nhục, chẳng nói chẳng rằng lấy cái ống nghiệm định cất đi. Tiểu nhị kia vội vàng giơ tay ngăn lại, cười cười nói: "Khách quan, nếu giá cả không thích hợp, chúng ta có thể thương lượng lại mà, ngài đừng có gấp, đừng có gấp." Mạnh Thiên Sở hừ một tiếng: "Gọi chủ ngươi đến đây, nói chuyện với ngươi cũng thật là vô ích đi." "Được được, ngài chờ cho một chút, tiểu nhân đi gọi trưởng quầy." Tiểu nhị vội vã chạy ra phía trong. Một lát sau, một lão nhân mập mạp vén rèm cửa đi ra, chắp tay nói: "Khách quan, tại hạ họ Lý, là chủ tiệm điếm này." Mạnh Thiên Sở cũng không đứng dậy nói: "Ông chủ Lý, ngươi xem món này của ta đáng giá bao nhiêu tiền, nhanh lên, ta còn có việc." Lý trưởng quầy cười ha hả gật đầu, ngồi xuống bên cạnh bàn, cẩn thận xem xét ống nghiệm thủy tinh. Vừa rồi ở bên trong hắn cũng nghe tiểu nhị nói qua, đã chuẩn bị tâm lý, nhưng giờ phút này vẫn không khỏi rung động, lặng lẽ nuốt nước miếng. Hắn quay đầu nhìn tiểu nhị, rồi lại nhìn Mạnh Thiên Sở, sau cùng mới giơ 6 ngón tay lên. Mạnh Thiên Sở nhíu mày: "Ông chủ Lý, nói thật với ngươi, tiệm đồ cổ trước trả giá 8 lượng ta cũng chưa bán, tiệm của ông xưng là số 1, ngươi trả giá này không thấy xấu hổ sao?" Lý trưởng quầy đỏ mặt vội hỏi: "Khách quan, việc mua bán thì phải cò kè mặc cả, ngài cũng ra giá đi, tiểu nhân xin lắng nghe đây." Mạnh Thiên Sở ngẩng đầu nhìn ra ngoài, thấy mặt trời đã xuống núi quá nửa, không muốn dây dưa nữa, dù sao giá này hắn đã vừa lòng rồi, liền nói: "Tốt lắm, 9 lượng, phải là bạc trắng, ta không thích cầm tiền đồng." 9.000 đồng tiền, Lý trưởng quỹ chắc cũng phải cho vào một cái bao để Mạnh Thiên Sở vác về. Lý trưởng quầy nghe Mạnh Thiên Sở ra giá, mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhẹ vỗ đùi: "Hảo, thật là sảng khoái, bỉ nhân cũng không khô môi múa mép nữa, ta sẽ đưa bạc cho ngài." Hắn vội vã chạy vào phía sau, cầm mấy miếng bạc vụn và một cái cân ra, cân ngay trước mặt Mạnh Thiên Sở 9 lượng bạc, sau đó bỏ vào một cái túi nhỏ đưa cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở lấy ra một miếng bạc nhỏ, bảo Lý trưởng quầy đổi thành tiền đồng để tiêu vặt hàng ngày rồi đi ra cửa. Trong người có 9 lượng bạc cũng là 9.000 nhân dân tệ, hắn muốn mua quần áo, dù sao thì một bộ quần áo đang mặc cũng hơi chật. Hắn tùy tiện vào một cửa hàng nhỏ mua quần áo, giày, mũ, mỗi loại 2 bộ, rồi lại mua thêm một cái quạt giấy, tổng cộng mất 700 đồng. Thay đổi y phục xong, phe phải quạt đi ra khỏi cửa. Lúc này trời đã tối đen, hắn vừa đi vừa hát nhỏ, phe phải quạt đi về khách điếm. Tới sân khách điếm, lão đầu đang đứng ở cửa chờ đợi. Nhìn thấy Mạnh Thiên Sở về, lão mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy ra đón nói: "Thiếu gia, ngài đã về, vợ chồng ông chủ Tần Dật đã thuê giúp chúng ta một gian phòng, thiếu phu nhân cùng Phi Yến cũng ở tại khách điếm này, gần phòng chúng ta." "Họ có nói gì không?" "Họ chỉ hỏi thiếu gia đi đâu thôi." Mạnh Thiên Sở hừ một tiếng: "Tiểu cô nương này còn quan tâm đến hắn cơ đấy, không biết nàng lại muốn làm trò quỷ gì đây, mặc kệ." Hắn lấy ra bọc tiền đưa cho lão đầu: "Này, trả lại tiền cho ngươi." Lão đầu cuống quýt chối từ nói: "Thiếu gia, đây là ngài làm sao có?" "Ngươi không cần quan tâm." Rồi nhét bọc tiền vào ngực lão: "Còn thừa bao nhiêu, ngươi giúp ta bảo quản, sau này sẽ dùng." Lão đầu lúc này mới nhận. Mạnh Thiên Sở lại đưa quần áo và quạt cho lão đầu, đang định vào trong khách điếm thì thấy một nữ tử quyến rũ đi vào, là Tần phu nhân. Nàng ngọt ngào cười với Mạnh Thiên Sở: "Mạnh huynh đệ đã trở lại rồi, ai ra còn mua quần áo mới nữa, thật nhanh nhẹn à, ta có chuyện muốn nói với ngươi, được không?" "Được à, Tần phu nhân có gì cứ nói." Tần phu nhân liếc nhìn lão đầu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lão đầu lập tức hiểu ý, vội nói với Mạnh Thiên Sở: "Thiếu gia, lão nô đi trước." Rồi tiến vào trong khách điếm. Tần phu nhân chờ lão đi khuất, lúc này mới thấp giọng nói: "Mạnh huynh đệ, ta muốn mua hộp son,
ngài đi theo giúp ta được không? Mạnh Thiên Sở thầm nghĩ, không phải ngươi có chồng và nha hoàn sao, lại có muốn đi cùng ta là sao? Chuyện này là sao đây? Không đợi hắn mở miệng cự tuyệt, Tần phu nhân lại thấp giọng nói, ta muốn cùng ngươi nói chuyện có liên quan đến ngươi. Thanh âm tràn ngập cầu xin. Có liên quan đến ta sao? Chuyện gì nhỉ? Mạnh Thiên Sở có chút tò mò, lập tức gật đầu đáp ứng. Hắn từ xã hội hiện đại đến đây, không theo lễ giáo phong kiến nam nữ thủ thủ bất thân. Đối với hắn mà nói, nam nữ cùng nhau đi dạo phố là chuyện bình thường. Tuy rằng sau khi tốt nghiệp, ít có nữ nhân tiếp xúc với hắn, càng ít người cùng hắn dạo phố. Đơn giản vì trên người hắn luôn có một mùi thôi thối, không rõ ràng do thường xuyên phải giải phẫu tử thi. Thấy Mạnh Thiên Sở đáp ứng, Tần phu nhân vô cùng hưng phấn, đi ra khỏi khách điếm trước. Mạnh Thiên Sở chậm rãi theo sau. Trời đã tối sầm, làm gì còn cửa hàng son phấn nào mà cửa đây. Hai người đi ra khỏi khách điếm trăm bước, Mạnh Thiên Sở đứng lại cười nói, phu nhân, trời tối đen, cửa hàng đều đã đóng cửa, có việc gì thì cứ nói đi, nói xong chúng ta về sớm một chút, kẻo làm ông chủ Tần lo lắng. Tần phu nhân cũng đứng lại nhìn xung quanh, thấy một ngõ nhỏ cách đó khoảng hơn chục bước, nói, ở đây không tiện, chúng ta đến ngõ nhỏ kia thảo luận đi. Mạnh Thiên Sở chột dạ, đã hiểu được phong lưu thiếu phụ kia muốn làm gì, cười thầm, chẳng lẽ đây là số đào hoa sao? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 2 của bộ truyện Sư Gia Bá Đạo tạm thời kết thúc tại đây. Mình cũng xin thông báo luôn là do một ngày mình kênh mình ra 3 hoặc 4 tập gì đó, sau này sẽ là 4 tập nhưng tạm thời sẽ là 3 tập, mà bộ Hậu Tinh Thần Biến mình phải vừa đọc vừa soạn sẽ rất là lâu, không đủ tiêu chuẩn một ngày 3 tập của kênh. Vì thế mình sẽ ra song song hai bộ truyện cùng một lúc, đó là bộ Sư Gia Bá Đạo này và bộ Hậu Tinh Thần Biến. Riêng Hậu Tinh Thần Biến mình sẽ soạn được chương nào đủ một tập là mình sẽ đọc để phục vụ quý khán giả, nên nhân đây mình thông báo để mọi người hiểu và thông cảm cho kênh. Còn bạn nào mà có bản giật sát và có thể dịch được chuyện, soạn lại chuyện thì PM giúp mình xin cảm ơn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.